Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bi đây. Hôm nay nhân dịp đầu năm thì Bi cũng tự tặng cho mình một món quà khá là xinh xắn mà Bi mua ở trên Tiki. Năm mới thì Bi làm clip đập hộp này, mong là trong năm mình sẽ có nhiều cái hộp để mình đập, mình unbox nhiều hơn ha. Thì nói sơ qua về cái sản phẩm này á, thì đây là một cái vòng đeo tay thông minh. Thì trước tới giờ là chưa bao giờ mà Bi phải suy nghĩ đắn đo rất là nhiều trước khi mua một cái sản phẩm nào cả. Kể cả cái điện thoại của mình cũng không có đắn đo nhiều. Khi mà mình đi ra cái cửa hàng trưng bày mình thấy nó đẹp xong rồi tối đó mình quyết định đặt mua luôn. Còn đối với cái vòng đeo tay thông minh hoặc là cái smartwatch thì mình đã dành rất là nhiều thời gian cân nhắc xem xét những cái video review so sánh những cái sản phẩm với nhau. Và cuối cùng mình đã quyết định chọn em này. Một cái vòng đeo tay thông minh đến từ nhà sản xuất Huawei. Đây là một cái vòng Honor Smart Band 5. Thì cái tiêu chí để mình chọn một cái vòng đeo tay thông minh cũng như là cái đồng hồ thông minh đó, thứ nhất là đẹp, thứ hai là giá cả phải chăng, dĩ nhiên rồi, và điều thứ ba nữa là hỗ trợ được mình trong cái công việc hàng ngày. Tại vì dạo này ở công ty á không được sử dụng điện thoại, và mình thì chuyên đặt hàng online mà không có sử dụng được điện thoại gì làm sao có thể lấy hàng được, đúng không mọi người? Cho nên đã đi quyết định mua một cái thiết bị để mà có thể hỗ trợ cho mình không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào từ shipper. Thì Bi có xem qua, nói thật là Bi rất là, tại vì Bi đang xài cái Galaxy S10 cộng, cho nên là Bi rất là thích cái sản phẩm Galaxy Watch 9 tức là T2. Thì Bi cũng có dành nhiều thời gian để xem qua review, so sánh đánh giá chi tiết các kiểu. Thứ nhất nó rất là đẹp, cái thứ hai nữa nó cùng thương hiệu Samsung với cái điện thoại của mình, cho nên là cái việc sử dụng nó sẽ rất là tốt. Tuy nhiên thì nó có những cái nhược điểm, thứ nhất là cái giá của nó khá chát. Đối với cái phiên bản nhập chip 1 thì nó khoảng tầm 3,5 triệu, nhưng mà cái chức năng của nó thì không nhiều, vì nó xài điều hành Samsung T-Zen gì đó. Mình thì mình thích là có thể xài được Google Maps để mà khi mà đi ra đường thì mình không có bị lạc, không cần phải sử dụng đến điện thoại, nhưng mà nó chưa làm được điều đó. Cái dòng thứ hai thì có thể mà sử dụng được bản đồ của riêng Samsung, nhưng mà nghe đồn là nó khá hao pin, mà mình rất là ghét cái việc mà đồng hồ mình cứ tháo ra tháo vô để mà sạc pin đó. Kiểu như xài một ngày sạc một lần đó, thì nó rất là phức tạp. Và cái điều đặc biệt hơn nữa là cái Galaxy Watch Active 2 á, nó rất là mắc luôn á, từ 7 triệu tới 10 triệu, nói chung là rất là chát, mà cũng không có đáp ứng được nhiều, tại vì xài thì mau hết pin. Cho nên đắn đo suy nghĩ làm sao để có một cái món phụ kiện mà có thể hỗ trợ đắc lực cho mình, mà nó lại giúp cho mình tiết kiệm được một phần chi tiêu để mà mình có thể trang trải trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, thì Bi đã tìm đến một cái sản phẩm này. Thật ra Bi cũng có cân nhắc giữa Honor Smart Band 5 với lại Xiaomi Mi Band 4. Đó thì hai sản phẩm gần nhau trong tầm giá, nhưng mà theo so sánh thì Bi thấy là cái mẫu mã này nó đẹp hơn, nó nguyên bức hơn, nó nam tính hơn so với cái Mi Band, thì nó bầu, nó khá nữ tính, mà cả hai đều có màn hình cảm ứng hiển thị màu, cho nên là Bi đã quyết định chọn cái này. Tức là cái này Bi mua được ở trên Tiki đó với giá 599.000 thì bản màu xanh dương ha. Màn hình AMOLED nè, màn hình AMOLED nè, colorful watch face, đồng hồ đầy màu sắc nè. Nhìn sơ sơ qua thì ở trên đây quảng cáo là pin sử dụng được tới 14 ngày rồi các bạn, 14 ngày theo nhà sản xuất ha, nhưng mà chắc là nó cũng không được tới như vậy đâu, nhưng mà nó sẽ lâu hơn so với những cái sản phẩm đồng hồ thông minh khá đắt tiền mình nêu ở ban đầu. Cái này có hỗ trợ đo nhịp tim là đương nhiên rồi ha. Rồi mình có nghe nói là gì, nó có đo nồng độ oxy trong máu gì nữa đó. Rồi có Smart Notification nè, báo thông minh, cuộc gọi và tin nhắn nè ha. Rồi có nhiều chức năng hỗ trợ người dùng luyện tập thể dục thể thao, gồm có là bơi lội nè, đạp xe đạp nè, chạy bộ nè. Rồi chống nước tới 50m nè, có thể đeo đi bơi thoải mái ha. Rồi cái này nó chăm sóc giấc ngủ của mình nè, để xem coi mình có ngủ sâu hay không đó. Rồi bây giờ mình đặt hộp nha. Cái hộp làm cũng khá là đẹp, chắc chắn. Cái thôi phim trước, dĩ nhiên rồi. Làm cũng bị trong ha. Đầu tiên mình sẽ có hai cuốn sách này, chắc hướng dẫn sử dụng nè, Quick Store Guide, hướng dẫn sử dụng nhanh ha, khá là dài luôn, nhiều ngôn ngữ, nhưng mà chắc không bao giờ mình đọc luôn á. Cái này là Warranty Card, là sổ bảo hành bên ở bên trong nè, nhân chính gồm có một cái đồng hồ, đồng đeo tay thông minh còn nguyên siêu, chưa bóc tem, dây đeo màu xanh bằng cao su, cảm giác rất là mềm, rất là dễ chịu. Nghĩa là đeo vô tay thì chắc là nó cũng khá là dễ chịu đó. Cái này không biết cái con tay bên đây không biết giờ làm gì nè. Tiếp theo là sạc cáp. Đây thì một điểm mà mình thích vượt trội hơn của
Honor Band 5 so với Xiaomi Band 4 á, là khi sạc thì không cần phải tháo dây ra, tại khi mà hết pin thì mọi người chỉ cần tháo dây ra như đây rồi gắn vô cục sạc thôi, chứ không cần tháo cái mặt đồng hồ ra, rất nhọn ra như là Mi Band. Tại vì nếu mà làm như vậy đó thì nó sẽ hại đến cái dây á, ở đây nó có cái chấu nè, có hai cái chấu ở dưới cái đồng hồ này để gắn sạc kia, nên mình gắn thử nè. Vậy là còn cái đầu này là ghim vô cái ổ cắm dc máy tính, tại vì như dung lượng, như các bạn biết đó, dung lượng của cái đồng hồ này nè thì nó khá là nhỏ, dung lượng pin đó, cho nên là cái đầu vào để sạc đó cần phải vừa đủ, chứ không thì nó sẽ bị chai pin rồi lại không bền nữa. Có một cái cục sạc dự phòng nè, thấy không, nó đã khởi động lên màn hình này nè, màu sắc màu hiển thị khá là đẹp. Ở đây nó kêu như Huawei help on your phone and care with your band honor. Ok, thì bây giờ mình đã tải cái phần mềm ở trên điện thoại rồi, bây giờ mình sẽ kết nối thôi. Bấm vô chữ device, ở phần mềm lên, mở cái phần thiết bị hoặc là device, chọn thêm ha, hoặc là add. Ở đây nó sẽ có nhiều loại cho các bạn chọn, ở trên là smartwatch, smartband, thì ở đây nó là smartband, mình chọn đó thì nó sẽ có nhiều cái dòng, ở đây thì mình chọn là Honor Band 4 hoặc 5 theo. Rồi giờ nó hiển thị lên là Honor, cái tên của cái vòng đeo nè, thì mình chọn Kevin và hiển thị ở trên màn hình. Lúc này ở trên màn hình sẽ hiển thị cái biểu tượng đồng ý nè, bấm vô để kết nối ha. Rồi, đã kết nối thành công. Rồi bây giờ nó đã tìm thấy cái phần mềm mới nhất, cái new version. Thì bây giờ mình update luôn, update phần mềm. Các bạn nhìn thấy không, hiển thị khá là rõ nét đó, màu sắc đồ cũng khá là đẹp. Rồi mình update phần mềm lên nè. Đây, pin còn tới 87% lận. Bây giờ không cần sạc nữa, tại vì nó còn bây giờ đã lên rồi, mình sẽ tháo cho nó dễ. Nó tán tháo này rất là dễ dàng luôn. Đây, các bạn nhìn thấy ha, còn khá là đẹp. Đây, thao tác vuốt chạm nè, đó, rất là mượt luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tháo cái chánh giác của mình ra nha. Wow, họ thích những cái cảm giác bọc tay luôn á. Đây là nút home nè. Đây, coi về màn hình chính nè, màn hình chính của đồng hồ nè, ở phía trên là có cái nhiệt độ, rồi dưới là giờ, 10 giờ 42 phút nè, rồi ở phía dưới nữa là cái số bước chân, heart rate nè, đo nhịp tim nè, rồi chăm sóc giấc ngủ, ở đây có kèm thêm nè, thì có đồng hồ đếm giờ nè, rồi tiền phone nè, ví dụ tiền phone thử nha. I'm here. Đó, bạn có nghe thấy gì không? I'm here. Trên điện thoại khi mà mình bấm cái nút này á, thì trên điện thoại mình sẽ kêu lên là I'm here. Tôi đang ở đây nè, để các bạn đến mà tìm biết cái điện thoại mình đâu phải tìm ha. Không cần phải ví dụ như bình thường là để điện thoại đâu đó không nhớ, xong rồi phải nhờ người này người kia gọi điện xem điện thoại mình ở đâu. Thì bây giờ chỉ cần đơn giản là tóm vô chỗ là find my phone hoặc tìm điện thoại của tôi, thì nó sẽ kêu lên I'm here. Đó, thì lúc đó các bạn sẽ biết được điện thoại mình đang đâu, rất là tiện lợi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đeo vô tay nè. Cái đồng hồ đã lên rồi, nhìn khá là đẹp. Cái này mình nghĩ là cái thao tác đeo thì nó khó hơn so với lại Xiaomi Band 4, Mi Band 4, nhưng nó sẽ đem lại cái cảm giác thân thuộc giống như hồi xưa khi các bạn còn nhỏ, các bạn đeo đồng hồ điện tử đó. Nè, cái thao tác ấy lên coi giờ rất là nhẹ nhàng, thì mình khi mà mình ấy để điện thoại lên đây, đồng hồ nó sẽ sáng nè. Đó, lắc tay lên sẽ sáng. Ở đây mình sẽ thử đo nhịp tim nha, để coi nhịp tim của mình có bình thường ổn định không. Đang đo nhịp tim ha. Please stay still, nghĩa là khi mà để đo nhịp tim thì các bạn cần phải để yên một chỗ và không tự động nhiều để cho nó đo chính xác. Này, mình vừa quay mình vừa nói nha. Hồi xưa mình có hiện tượng tim đập nhanh đó mọi người, bây giờ thì mình làm chưa. Này, mình đang sử dụng tim Anh. Nhịp tim 1.10, 1.10 nhịp trên 1 phút. Nhảy có cao quá, ta đo lại.
ơi, 105 luôn. Nhịp tim của mình đập hơi nhanh đó các bạn. Trời ơi, vậy nó có ổn định không trời? Mình hay là do mình đang quay video cho nên là cái nhịp tim của mình nó đập hơi nhanh, do mình không biết là mình có bị mình hồi hộp á, biết là các bạn đón nhận video của mình như thế nào. Chắc là cái này mình sẽ đo liên tục để coi là nhịp tim của mình có bình ổn hay không. Thông thường nếu mà người bình thường thì mình nghĩ là từ 80 cho tới 100 hả, nên mình hơi bị cao rồi đó. Ví dụ mà 101 như đây là hơi bị nhanh luôn á, không được rồi. Để coi từ đây tới chiều nó có thay đổi hay không. Tim đập nhanh cũng không ổn luôn nha mọi người. Cái này đâu, để đây là phiên bản chính hãng được phân phối tại thị trường Việt Nam, cho nên là mình nghĩ nó sẽ có ngôn ngữ là tiếng Việt. Bây giờ mình sẽ đổi qua, mình sẽ đổi đây. Khi mà các bạn thay đổi cái cài đặt ngôn ngữ trên điện thoại của mình qua tiếng Việt á, thì đồng hồ cũng sẽ hiển thị theo ngôn ngữ tiếng Việt luôn nè. Hiển thị nhịp tim nè, các bạn thấy không? Đó, giấc ngủ nè, vẫn rèn luyện ha, nhiều hơn đó, tin nhắn nè đó. Thì tin nhắn ở đây thì các bạn có thể thiết lập thông báo trên cái ứng dụng của mình á. Mình muốn cho thông báo các cái ví dụ như cái ứng dụng Zalo nè, Viber nè, hoặc là tin nhắn Facebook chẳng hạn. Rồi bây giờ mình sẽ bật thông báo Zalo nè đó. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện thử một cái cuộc gọi để xem nó là như thế nào ha. Cuộc gọi trên Zalo mình khá là thích cái hiển thị của cái đồng hồ này á. Sẽ hiện thị báo rung nhẹ cho mình biết là đang có cuộc gọi đến thôi, chứ trên cái này thì chưa có thể hỗ trợ được cho mình nghe và trả lời cuộc gọi, như là trả lời tin nhắn nó chỉ hỗ trợ cho mình đặt qua thôi hoặc là đặt thông báo thôi. Ví dụ cuộc gọi nhỏ sau khi kết thúc cuộc gọi thì nó sẽ rung lên báo cuộc gọi đã kết thúc rồi. Đây tin nhắn này, tin cái chỗ ứng dụng tin nhắn là cái chỗ mà nó báo cho các bạn coi những cái notification gần đây, cái thông báo gần đây đó. Đây có cuộc gọi nhỏ nè, không mà ra mình không có trả lời được. Thì đối với cái sản phẩm vòng đeo tay thông minh giá rẻ như vậy thì Bi nghĩ đây là một cái hạn chế. Nhưng mà tiền nào cũng thấy các bạn ơi, nếu như mà có được cái tính năng đó nữa thì cái pin của nó sẽ không có sử dụng được một khoảng thời gian lâu như vậy, cũng như là mình sẽ không được cái mức giá như này đâu ha. Thì ở đây chủ yếu là theo dõi sức khỏe của các bạn nè, rồi nhắc nhở các bạn vận động thường xuyên để đảm bảo một sức khỏe tốt, kiểm tra nhịp tim của các bạn, rồi theo dõi giấc ngủ của các bạn ha. Đây thì một lần nữa các bạn hãy nhìn lại cái sản phẩm vòng đeo tay thông minh của Huawei Honor Band 5 ha, cảm ứng rất là nhạy, màu sắc thì rất là đẹp luôn đó. Thì khi mà ra đường á, các bạn vẫn có thể nhìn thấy được giờ giấc một cách rất là rõ ràng. Ở đây khi mà đưa lên như đây là đồng hồ sẽ tự sáng để mà mình có thể coi giờ và thời gian sáng đủ lâu để mà mình không cần phải làm đi làm lại nhiều lần ha. Đó, cái thao tác rất là nhẹ nhàng, không cần phải lật một cách mạnh bạo gì hết, không có tốn sức. Thì qua cái video này thì Bi muốn giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm đang khá là hot ở trên thị trường vòng đeo tay thông minh gần đây đó, đeo rất là thời trang luôn và cảm giác là rất là nhẹ, như là không có đeo cái gì hết, không có bị nặng tay so với những cái thiết bị khác đó, rất là dễ thương luôn. Với lại cái mặt đồng hồ này thì các bạn cũng có thể tùy biến được ở trên cái ứng dụng Huawei Health. Đây các bạn nhìn thấy nè, đây có rất là nhiều mặt đồng hồ nè, ví dụ như là mình đổi qua cái mặt Energy này, mình cài đặt qua, mình đổi qua cái mặt khác. Đây cái mặt này cũng khá là ok nè, nó hiển thị được những cái chỉ tiêu về bước đi, số lượng calo đã tiêu thụ. Nhưng mà để mà có thể tải những cái mặt đồng hồ này về thì các bạn cần phải có một cái tài khoản ID của Huawei. Cái này chắc là mình sẽ có thể tạo được thôi ha. Thì qua cái video này vì cảm thấy rất là thích cái sản phẩm Honor Band 5 này, đeo khá là thời trang, vận động khá là dễ dàng, thoải mái trong việc cưới bận. Và cái này nó có thể chống nước ha, khi các bạn tắm đi mưa đồ rất là bình thường thôi, không cần phải tháo ra. Và các bạn có thể đeo cái vòng đeo tay này để đi ngủ luôn, để nó có thể coi được là mình ngủ có sâu hay không, giấc ngủ của mình chất lượng như thế nào ha. Ok, nếu như mà các bạn thích cái sản phẩm này đó, thì Bi sẽ để đường link ở dưới phần mô tả đó. Cái này Bi mua ở trên Tiki, giao hàng nhanh 2 tiếng, giá 599.000, khá là rẻ luôn so với Mi Band bây giờ là khoảng 700-800 ngàn như em muốn á. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Bi ha. Xin chào, hẹn gặp lại.